Xin chào các bạn đã trở lại với Mini Talk trên Mac Channel. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một lĩnh vực không liên quan lắm đến điện thoại, nhưng mà mình tin là sẽ có rất nhiều bạn quan tâm, đó là game. Cụ thể là máy chơi game console. Màn trình diễn của hai cái tên sừng sỏ nhất làng console hiện tại là Microsoft và Sony đã kết thúc sau 2 ngày tại hội chợ thường niên E3 2016 vừa qua. Bây giờ thì có lẽ là thời điểm thích hợp để chọn ra người chiến thắng. Không phải là vấn đề doanh số, cũng không phải là về số lượng người tham dự, mà là sự chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. Sự thể hiện bản thân tại sân khấu và mức độ hài lòng của khán giả khi tham dự, cũng như những đánh giá của dư luận xung quanh, đó đã trở thành phong tục tại E3 trong suốt nhiều năm trở lại đây. Kể từ năm 2013, với những hứa hẹn chỉ thay đổi không đáng kể về một giao diện điều khiển mới trên hệ console PS4, Sony đã tỏ rõ tham vọng độc chiếm sự kiện E3 cho riêng mình với việc đánh thẳng vào tâm lý của phần đông người tham dự sự kiện vốn là game thủ cao cấp. Chúng ta sẽ không cảm thấy ngạc nhiên khi chứng kiến tại sự kiện của Sony từ đầu tới cuối chỉ toàn là những cái vỗ tay rào, những lời trầm trồ không ngớt của những con nghiện game, bởi đơn giản họ và mình nữa luôn được cảm thấy mình được phục vụ tận răng. Không cần phải lấy ví dụ đâu xa, ngay tại hội chợ E3 2015 năm ngoái, Sony đã khiến cả khán phòng phải đứng dậy với sự bất ngờ mang tên Final Fantasy 7 Remake. Còn E3 2016 năm nay thì sẽ là Spider-Man. Những tựa game indie siêu đẹp cùng với sự tột độ sợ hãi như là Resident Evil 7 trên nền tảng thực tế ảo PlayStation VR, chiến thuật đổ bê tông của Sony đã thành công mỹ mãn trong mắt người hâm mộ suốt những năm gần đây, và năm nay cũng không ngoại lệ. Còn Microsoft thì sao? Họ vẫn đi theo mô típ cây nhà lá vườn của mình, nhấn nhá nhiều về những tính năng trên Xbox One, giới thiệu các bản cập nhật phần cứng, phụ kiện phần cứng mới, tổ chức các showmet nói về mối quan hệ giữa các đối tác truyền thông và khách mời nổi tiếng. E3 năm nay cũng vậy, Microsoft cung cấp một tầm nhìn mới về tương lai trên nền tảng của họ, ít nhất là trong khoản hứa hẹn sẽ tốt hơn trong tương lai. Bắt đầu khai mạc sự kiện của mình với một phiên bản Xbox One S mỏng nhẹ, loại bỏ đi cục biến áp to tướng một cách ngu xuẩn trên Xbox One trước đây. Kết thúc khai mạc là lời hứa hẹn về một cái tên Project Scorpio, mạnh ngang ngửa một chiếc PC cao cấp sẽ ra mắt trong một năm nữa. Dù sao thì đây cũng là một điều cần thiết để cải thiện doanh số vốn đang rất bế bác của Xbox One khi đang bị đối thủ PS4 cho hít khói sặc sụa với tỷ lệ hai thiết bị trên thị trường hiện tại là 1-2. Còn trong suốt khúc giữa cuộc họp báo của Microsoft thì sao? Chúng ta lại tiếp tục thưởng thức màn nói chuyện giữa những quan chức cao cấp về định hướng chiến lược hiện tại, tương lai một cách nhàm chán hơn là bồi dưỡng cộng đồng game thủ như người đồng cấp Sony. Một vài tựa game cũng được giới thiệu, nhưng mà mình cảm giác là nó chỉ được làm cho có, đơn giản bởi vì thời lượng giới thiệu những tựa game này không bằng một góc so với tiết mục khoe khoang chiến lược kinh doanh với những con số nhàm chán của Microsoft. Có thể thấy sự khác biệt trong cách quảng cáo tới người dùng sử dụng dịch vụ của mình giữa Microsoft và Sony. Cần nhớ rằng phần cứng xử lý chỉ là một phần trong cả hai hệ sinh thái phục vụ game thủ. Mình sẽ rất vui mừng khi được chơi các trò chơi trên một chiếc Xbox mạnh mẽ hơn, nhưng vấn đề là phần cứng mới đó không mang lại nhiều lợi ích so với chiếc Xbox mình đang có, thì mình sẽ dễ dàng bỏ qua lựa chọn này và tập trung vào các nội dung game mang lại. Sony hiểu rõ điều đó, và rõ ràng là trong cuộc họp báo của mình, công ty Nhật Bản đã rất khôn khéo khi mở đầu sự kiện của mình bằng một trò chơi tưởng chừng như đã ngừng phát triển trong quá khứ, The Last Guardian. Kết thúc sự kiện với một bản demo của một thương hiệu mới từ một trong những nhà phát triển lâu đời nhất cho họ, Spider-Man. Và ở giữa, tất nhiên lại là trò chơi. E3 2016 rõ ràng là sân chơi của game thủ cao cấp và là nơi hiện thực hóa những giấc mơ của các nhà phát triển game với mong muốn để đứa con tinh thần của mình được mọi người biết đến. Nói cách khác thì phần cứng chơi game sẽ chỉ là thứ yếu tại một hội chợ chuyên biệt như thế này. Microsoft đang quá sa đà vào việc nhồi sọ người dùng bằng những hứa hẹn của họ từ năm này qua năm khác, còn Sony thì luôn tỏ ra nhạy bén khi nắm bắt từ tâm lý của phần đông người tham dự sự kiện. Như vậy thì có thể thấy, đối với người dùng, trong đó có mình, Sony đã tiếp tục trở thành kẻ chiến thắng tại E3 năm nay. Vì đơn giản, đến với sự kiện của Sony, mình đã tìm thấy thứ mình cần tìm, đó là game, game, game và game. Là cảm giác, là cảm xúc, là sự tận hưởng, chứ không phải là đau não với những con số cùng những lời nói viển vông giữa mấy ông chóp vu của Microsoft. Nói cách khác thì Microsoft sẽ còn 364 ngày còn lại để nhìn nhận lại chiến lược, cách tổ chức sự kiện của mình. Còn Sony thì chắc chắn là vẫn sẽ bước tiếp những bước đi chắc chắn trên một định hướng vốn đã đứng từ rất lâu của họ, đó là tôn trọng người dùng đúng nơi, đúng lúc. Và vừa rồi là những chém gió vớ vẩn của mình liên quan đến game console, mặc dù mình cũng ít chơi, nhưng mà mình vẫn thích. Còn ý kiến các bạn là như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.